Kính thưa các anh em nghệ nhân và các anh em cù thủ đam mê tiếng cù gáy. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Hôm nay trường 78 cù gáy Phú Yên đang lên cho anh em xem một con bối thố pha tốt tiếng mộc hậu. Anh em xem bởi mình bắt nay được mình bắt bữa ngày 24 tháng 8 vừa rồi, bữa nay ngày 1 mới được mấy ngày thôi. Con này mình nuôi mình thấy cũng rất giản dị nha nè. Thổ pha mộc hậu, thì mình tả sơ qua về cấp mình của con này thì nói chung là đầu mặt rất khấu, rất dữ chim. Cườm thì nói chung là cũng ok, nói chung là cườm 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 trà cườm cườm lả tới và cườm vàng dưới chân cũng rất nhiều, cườm cao chứ không có nhú ót nha nè. Con này cườm cao không thuộc dạng nhú ót. Con này có cái thân hình là to chim nha, mình bắt chuối nha anh em xem. Mình bắt chuối rất to chim và mình kín nha, ngực thì ngực nô, ngọc là ngọc bao nhiêu to bự nha. Đó anh em xem thôi, còn ngọc không, ngọc bự, lông bộ lông quy của nó đóng rất dày nha nè. Rất dày, nó xếp hàng thành hàng này, rất dày anh em xem thôi, rất dày anh em xem thấy đó không. Con này có cái màu lông đỏ nha, hột dầu đen nha, con này là đóng màu màu lông đỏ. Chân thì con đây nó đóng chân chân xương. Nhân lên đều hai chân hết nha anh em, để mình rõ chi tiết cho anh em xem nè. Nhân lên đều hai chân hết nhưng lên đều hết hai chân. Chim này là không có tặc lỗi gì nha em. Nói chung là con này đồng pha tốt tiếng mộc hậu. Anh em xem không? Mắt của nó rất dữ không? Đầu nhỏ. Bọn mình cặp bội của nó nói chung là chim rất khỏe. Con này mà anh em nào về thì đào tạo lên chắc chắn sẽ là một con mồi nó có tố chất đó. Một con bổi có tố chất trở thành một con mồi hay ấy. Và nước chơi của con này thì mình mới bắt bữa ngày 24 tháng 8. Nó thì ở xa thì mình nghe nó đổ hai tràng và chim mình móc lên thì nó nghe cái tiếng con chim mình đổ trở lại thì nó kết cái tiếng con chim mình, chim mồi mình, và nó bay về. Bây giờ nhưng mà cách cậu nó không có chịu vô cậu, cách cậu hai cậu. Nó làm với con chim mồi mình chắc tầm 15 phút á, đã treo với con chim mình, chim mồi mình 15 phút á rồi nó mới nhập vô cậu. Nhập vô cậu thì nó lại ở trên nó chơi xuống không, cho nó không chịu sàng, nó không chịu nhảy, nó sàng qua sàng lại trên chơi xuống không. Và con mồi mình rút xuống thì rồi nói chung là nó mới mau chừng sau này là căng quá căng rồi anh mới chịu xuống. Chịu xuống thì anh lại đá bướm sập cầu sập cho không chịu là dính, anh thu chân lên. Mình cho nó là gù hai tràng, gù trả hai tràng và ra mình lấy lồng xuống, mình gài lại.
mình gài lại thì nó là nó bay đi rồi, nó bay đi cách mấy cậu á, nhưng mà con mồi mình gài xong mình móc nó lên, nhưng mà không móc cái nhánh đấy nữa, không móc cái nhánh thớ nữa, mình móc qua một cậu khác thớ im hơn. Thì trên này giống lên thì thúc làm con mồi mình, nó thúc làm tí lia đổ liên tục và anh rút anh lên trở lại. Anh về thì anh cũng làm chắc được 8-9 sạc, 8-9 sạc ngoài nhảy. Con này thì nói chung là nước dặm của nó thì lót lót thôi nha anh em, nhưng mà được nước leo, con này nó leo từ xa, nó leo khá tốt. Anh em xem cấp hình của nó, nói chung là một con chim to khỏe, chắc body của nó rất 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 bền, nếu mà trở thành một con chim mồi thì rất bền chim. Cườm cao, đóng cườm lá, mọng mặt. Về anh nhảy cậu thứ hai, mình gài là nhảy cậu thứ hai là được 8 sạc 9 sạc á, và bắt con này mình thấy ở nước ngoài của nó là khá, thì mình cũng nói với anh em là anh em nhiều anh em nói là sao bắt bỏ gì mà sao không không đỡ cho anh em chơi cứ hay nuôi. Nói thiệt bây giờ nói chung là cũng không có thời gian, một phần là mình đưa lên cho anh em thì xem anh em thì mình cũng hơi tiếc, tại vì bỏ thì nó cũng nhiều khi về anh em mà cũng nhiều anh em đam mê thì nuôi cũng cũng ok đấy, còn nhiều anh em không đam mê thì nuôi thì nó cũng hơi bấp bênh, chứ nuôi một con bỏ lên mà mình đã thích nghi, mình thích nó rồi thì mình nuôi nó lên, mai mốt mình đào tạo lên thì chắc chắn mình sẽ yêu thích nó và chơi đam mê theo cái nhiệt huyết ha. Anh em xem bồ cục nè, rất to. Con này nó dặm thì lót lót thôi nha nè, dặm lót lót thôi, nhưng mà được cái nước leo, nước leo anh em khỏi bàn rồi, cứng gu. Nói chung là vô nước trong mình thấy nhảy 2 lần là tầm được 10, lần trước là được chục sạc, trên chục sạc, trên chục lao, nhưng mà lần thứ hai được 8-9 lao thì chắc 2 lần cũng cũng được hai chục lao. Nhưng mà nó đã ưa cái tiếng của con chim mồi mình rồi, con đơ 25 á, cho nên là nó phải quăng lại thôi, quăng lại và mình bắt nó. Chim đây là mình cũng tính nuôi nha Nam, nhưng mà mình cũng đã sổ lãi rồi, sổ ra lãi rất nhiều. Chim ở đây là ỉa phân khô rồi nha anh em, anh em xem ỉa phân khô, chế độ vàng dĩ rồi nha anh em. Con này mình bắt ở trên triền núi của Gia Lai, tỉnh Gia Lai. Thì anh em xem và yêu thích thì đưa nó về đội đào tạo và liên hệ với mình để đưa về đội. Số điện thoại của mình là 0935 nha, 464834, hoặc là cái số Zalo anh em nào kết bạn qua cái số Zalo á là 0762 712 236. Anh em mình tâm sự nhiều hơn, để trao đổi về cái tố chất cũng như là cái bản tính của con cu này nhiều hơn, cho anh em hiểu và đưa nó về đội. Anh em xem bộ lông di của nó đóng rất dày, chằng chịt đóng rất dày, bò mình kín nha, ngực nô to. Còn này bộ lông gối của nó cũng đóng thấp nha, đóng phủ gối nha, đó đóng phủ gối rất dạng dĩ, mồng mặt khâu giữ chim. Trước hết là mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả anh em cư thủ trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cho mình, theo dõi kênh của mình và đăng ký kênh cho mình trong suốt thời gian qua. Thì nếu như mà mình đam mê thật nhiều hơn nữa, sẽ cố gắng phát huy những cái video hay trên rừng để cho anh em xem và
nên xem anh em xem chim ngưỡng. Thì trước hết là mình cũng xin cảm ơn và tất cả anh em cổ thủ, chào tạm biệt tất cả anh em. Anh em nào yêu thích thì cứ liên hệ mình. Rồi xin chân thành cảm ơn.